cả. Ôi cúng dư cô để ăn tụi đi. Con giật cô hồn con ăn coi. Quần nữa không? Chưa đi qua chùa chơi đó ha. Tiền để trong quần mà quần không biết để chỗ nào nha. Vô phải căng lắm. Sao mình không chơi cái bao tay ha, để này chạy hết trơn sao? Bao tay tầm đó. Đá nó bén lắm mà, hôm qua đi, hôm qua hôm kia đi nè, quẹt ngang chút xíu thôi nè. Nè, à, dính nè. Đá người ta trẻ gì đó, để đi ngang quẹt nhẹ cái. Cái sổ khó cầm đó. Dạ. Ừ. À, cũng như là cái cảm giác của mình nó không có biết là cái cục đá nó mình đục nó bể tới đâu phải không? Thậm chí lại là mình liêm đó là mình cũng nghe tiếng là mình biết là nó lứt tới đầu luôn đúng không? À. Bởi vì lâu năm rồi là phải khác chứ. như tụi tôi nghe biết gì đâu trời. Cũng kiếm được đồng tiền từ đá cũng đổ mồ hôi sôi nước mắt chứ vẫn chơi đâu. Phải đơn giản đâu. Có bạn nào mà có sức khỏe vô đây thử sức, mấy bạn nào mà cầm viết cầm bút nhiều đó vô đây thử sức khoảng tuần lễ thôi. chạy bỏ dép lại luôn. Mất dép luôn. Sâu khó trẻ thôi. Cái đá này chắc cũng mình cũng phải tùy cái đá cứng mềm hết ta. Ừ. Cái thớ nữa, mình nhìn cái thớ nữa phải không? Đầu mấy cô hồn quá. À, 3, 4 thêm 1 phút nữa đi. Đá miễn bự nghe các bạn. Này là dĩa trái cây cúng cô hồn tháng 7 nha các bạn. Đó. Rất là xịn sò ha. Có nhãn nè, có bắp nè, có chôm chôm nha. Mà nhất là YouTuber nha các bạn. YouTuber là lên ăn cái này. Nếu mà bạn đâu mà YouTuber là lên ăn cái này. Tại vì YouTuber sắp hết chỗ ăn rồi, ai cái đây. Cái này là rất là tuyệt vời dành cho YouTuber, tại YouTuber giờ hết gì ăn rồi, đói dài còn. Ăn này là cái bia in chữ YouTube gắn lên. Đi ngủ hết trơn rồi, đi du lịch hết. Sắp sửa là YouTube nó tăng cường truy quét những em mà có thành phần
thần xấu nha. Đó, ví dụ như là cua hồn các đảng rồi đó. Rồi. Vô chùa hết đi. Lên đi chùa YouTuber. Chút nữa là mình cũng phải đi chùa. Chùa mình cúng rồi.